Cái dự án đầu tiên em nhìn anh Tú là bằng rất nhiều sự ngưỡng mộ, chân thành, mê đắm cũng có, mà kiểu một cái vị trí nó rất là cao, nó rất là trọn vẹn ở trong trái tim em. Nhưng Nhưng mà tới lần thứ hai em làm việc bên Tú thì cái vị trí đó nó lung lay 90%. lý do là gì vậy em? Dạ, tại vì không biết là anh em nói chuyện nhiều hơn cho nên là anh Tú có nhiều phần gọi là sốc nổi và có những cái nét nó rất là khó hiểu, và trong quá trình quay em cũng tự điều trị cho bản thân em rất nhiều sau những lần em phải nói chuyện với anh Tú, Là em cũng tự tổn thương, tự tự chữa chữa lành. lành nha. Em có thể ví dụ cho biết Tú biết Tú rút kinh nghiệm không? Dạ không, cái đó không cần rút kinh nghiệm đó chị, tại cơ bản không rút được. Căng quá, Tú nhận diện được không? Tại vì em nghĩ là tại vì phim Siêu Lừa Siêu Lầy mà bọn em có phước làm cũng được, may mắn được ra mắt đầu năm 2003, thì bọn em làm cái dự án đấy thì cái nhân vật đấy của em nó không phải là cái nhân vật mà có thể quậy tung lên được, nó là một cái nhân vật nó khá là thuần về kép. Thế nên là em cũng muốn trong cả một quá trình em quay phim, em muốn cố gắng để giữ cho nó một cái tâm lý nó ổn định nhất. Còn cái phim này nó không phải là một cái anh chàng kép đẹp mà soái ca như là Siêu Lừa Siêu Lầy, và nó lại còn có một cái mang tính về gia đình nhiều hơn. Mà gia đình thì em nghĩ rằng nó cần phải có sự hài hước và cần phải có sự vui vẻ. Thế nên là trong cái hậu trường lúc nào em cũng cũng vui vẻ hết, nên là em bị mất hình ảnh trong mắt Phước, mất hết. Mất hết thì mà em nói 90% là còn ít, để em còn giữ lại 10% thể diện cho anh Tú. À, tức là những cái phim sau là em phải ngồi lại mới được đúng không? Dạ cũng muộn rồi chị.